Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục ở trong video ngày hôm nay thì lại là con Arwin 68 anh em nhé. Thì hiện tại nó vẫn đang có cái sự kiện đó là Tết đoàn viên. Đây, chắc mạng mình đang bị hơi bị lỗi một tí. Đấy, sự kiện Tết đoàn viên anh em nhé. Đây, nạp càng nhiều thì hoàn trả càng nhiều. Và mức hoàn trả cao nhất là lên 1.888.000.000 anh em ạ. Đấy, con số rất chưa đẹp. Anh em hãy nhanh tay để nhận được những cái phần thưởng cao nhất anh em nhé. Rồi, tiếp tục thì hôm nay mình sẽ vào chơi con game siêu xe và kiếm tiền, cũng như thử thách vận may với con game siêu xe này nhé. Rồi, thì đây, phát đầu tiên vào mình sẽ đánh 3 cửa, một cửa 100k. Bởi vì nói chung là chơi con siêu xe này mà anh em đánh bạch thủ một cửa, hai cửa thì rất chi là khó nhé. Đấy, thế cho nên là mình sẽ chia theo kiểu dạng 4 cửa siêu xe bạc và 4 cửa siêu xe vàng. Đấy, thôi bệt thế gì nhỉ, tay đầu tiên vào đã mất 300k rồi. Nói chung là chơi siêu xe này cũng rất chi là ổn. Cái cơ bản là mình đánh theo phương pháp là loại trừ này để tỷ lệ phần trăm thắng cược nó sẽ cao hơn, nhưng mà nó bệt lại thì cũng đồng nghĩa với việc là tỷ lệ thắng là 0% anh em ạ. Đấy, không cứ phải mình mà rất nhiều anh em cũng nói rồi, chơi siêu xe này cũng rất chi là ổn. Đấy, và chơi rất chi là ok anh em ạ. Con này khả năng phải tăng mức cược lên một tí để gỡ lại. Tiếng trước thì gỡ lại được rồi, thua mất 100k thôi anh em ạ. Tiếng này mà ra phát là lại ăn ra lại 300k rồi, gấp đôi lên tiếng này đấy. Ôi rồi, ôi hỏng. Rồi, khi mà đã ra siêu xe vàng là mình sẽ thường hay đánh chốt lãi anh em nhá. Thích nhất là khi nó ra siêu xe vàng này. Đấy, bởi vì là thường là nó sẽ ra siêu xe vàng là nó sẽ ra siêu xe bạc anh em nhá. Rất ít kìa, 0% nào đấy là nó sẽ ra con siêu xe bạc, siêu xe vàng bẹt lại, bởi vì là thường là nó sẽ ra siêu xe bạc. Rồi đấy, nói chung là cái này anh em chơi nhiều thì anh em cứ để ý là sẽ nắm được thôi, cũng là kinh nghiệm cả thôi anh em ạ. Chơi cái gì thì nó cũng là kinh nghiệm, chơi nhiều thì mình sẽ nắm bắt được. Nào, rồi chỉ bị lãi bệt, cậu vừa lãi được mấy trăm k cái lãi bệt ngay anh em ạ. Này, thế chỉ bị cái này phải đánh lên một tí để gỡ lại, lấy ít lãi. Nói chung anh em đánh con này thì cứ bình tĩnh thôi, yeah. Mình vốn nhỏ thì chơi nhỏ, vốn to thì đánh to, cứ đánh từ từ bình tĩnh là kiểu gì cũng sẽ thắng đấy. Ok, lần này nó hay đi kiểu dạng bệt bệt thế nhỉ. Vừa nãy ra con BMW sau ra siêu xe vàng, chả biết là liệu có phải không. Thôi cứ đánh cái này đi, ba siêu xe này đi. Đấy, giờ chỉ được ngồi đợi và nó quay thôi. Đúng là lại dàn siêu xe vàng đúng cầu luôn này. Ra con siêu xe vàng này rồi, bẹt con siêu vàng nữa không. Ok, phát này vẫn là bánh mỗi cửa 1 triệu chốt lãi này. Cầu con này có được bẹt không này. Dưới kem W này, vào đây. Vào đây. Rồi, đúng luôn, đúng cầu anh em nhá. Đấy, rồi làm một củ rồi. Tiếp tục lại mong sao là nó không bẹt anh em ạ. Đấy, anh em nào mà cũng muốn chơi trải nghiệm cũng như kiếm tiền trên cái con app đổi thưởng này thì có thể tải về theo cái đường link mình để dưới phần mô tả và phần bình luận anh em nhé. Đấy, rồi ôi lại bẹt mẹ, cái cầu hôm nay đi chán kinh khủng luôn. Đấy,
Anh em lưu ý là khi tải theo đúng cái đường link bên dưới nhá, anh em vào nhóm sẽ được hỗ trợ và nhận cái code miễn phí để chơi trải nghiệm con game này. Lưu ý là đúng cái đường link bên dưới anh em nhé. Đấy. Nhiều khi anh em vào hỏi xong rồi mình check lại ID, không phải lại bảo là em tải rồi lại làm khó thế nọ thế kia, nhưng mà anh em lưu ý là tải giúp mình theo đúng đường link bên dưới nhá. Rồi ok, phát này đánh tăng phát này lên hút phát này nữa là chốt lãi là nghỉ anh em ạ. Đang được có 400k thôi. Đấy, phát này đánh lãi cái số lãi được 1 triệu rồi, đánh phát này 600k, được ăn phát này nữa là thành 1 triệu này. Thôi, hỏng rồi. Ê nè. Nãy ra con mẹt. Nhìn mưa. Rồi, phát này đánh chốt lãi luôn. Anh em ạ. Đánh được triệu rồi, đánh phát đấy lấy 600k để đánh nhân phát nhưng mà không được. Rồi phát này chốt 1 triệu đây. Ra con siêu xe vàng rồi, mình lại chốt lãi con siêu xe bạc nhá. Đây. Rồi, ok anh em ạ. Đấy. Đấy cũng là một cách gọi là vào tiền để chốt lãi anh em nhá. Rồi ok, làm hơn củ rồi anh em ạ. Đấy. Rồi, anh em lưu ý là khi muốn nhận thêm nhiều code hơn nữa thì hãy đăng ký theo đúng đường link bên dưới nhá. Rồi, hẹn gặp lại và chào anh em ở những video lần sau.